Xin chào anh đã trở lại với đội của Nhật Sài Gòn. Buổi chiều hôm nay thì em có 10 bổ cần muối hiệu cho các anh. Đây, mẫu số 1 là một cây một khúc Ken Grab khoen xích gôn. Đây, Ken Grab. Quá đẹp. Cái này là màu tím nha các anh. Đây, khoen xích gôn. Cái này thì độ mới nó còn rất là cao nha. Đây, từng cái xích nó còn rất là đẹp nha, không có bị lỗi cái xích nữa hết nha. Đây, mẫu số 1. Con này thì nặng 110g, 160g, ngọn 2,1mm. Em bán giá là 1,4 triệu nha. Mã số 1, 1,4 triệu. Thứ hai là cây dây trong linh khoen của hãng Alpha Tucker. Dây trong linh khoen. Đây, cái này thì nặng 190g, ngọn 2,7mm. Em đang bán giá là 600k cho mã số 2. Màu trắng. Trắng đen, mã số 2. 600k. Tiếp theo, mã số 3 là một cây một khúc. Cái này thì dài 1m92 nha. Nặng 160g, ngọn 1,8mm, 1,5 triệu nha, mã số 3. Đây, để em quay cho các anh xem. Anh nào quan tâm cái nào thì cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện cho em sẽ trả lời hết tất cả các tin nhắn, các thắc mắc của các anh nha. Đây, mã số 3, tím. Một triệu rưỡi cho mã số 3. Tiếp theo, mã số 4 là một cây cần tây chợ máy của hãng Ruby. Đây, Ruby. Khoen nó là titanium nha. Bát titanium. Đây, cây này thì nặng 125g, cầm rất là nhẹ, ngọn là 0,8mm, 1,5 triệu nha, mã số 4. 1,5 triệu cho mã số 4 nha. Đây, em sẽ giúp cho các anh xem. Đây, số 4 nha, 1,5 triệu. Tiếp theo, mẫu số 5 là một cây cần lục. Đây, cần lục. Cây này thì cứng 25 nha, dài 4m05. Bát là bát Buji nha. Đây, cần lục. Sẽ kéo ra các anh xem. Cây này thì
mã số 5 nha. Cây này thì nặng 339 g, ngọn 2 mm, 1,6 triệu nha. Mã số 5. Anh nào quan tâm thì cứ nhắn tin gọi điện qua số hội em có để trên màn hình nha. Rồi, tiếp theo mã số 6 nha. Cây này thì ISO nha, ISO hạ cần tay. Mã số 6 ISO hạ cần tay. Cây này thì cứng 0.6 nha, nặng 5.3 m. Cứng khoảng độ là 3H nha. Đây, ISO hạ cần tay. Em giúp cho anh xem nè. Đây, sắn ít hay da nha. Đẹp. Cây ISO hạ cần tay. Cây này thì nặng 150 g nha. Ngọn 0.8 mm, 500k nha. Mã số 6. ISO hạ cần tay. Tiếp theo, mã số 7 là một cây cần một khúc nha. Cây này hãng Conza nha. Micrograb Conza. Đây. Khoen Fujisit nha. Đây, mã số 7. Em sẽ quay từ góc đi ngồi cho anh xem. Đây. Một cây này thì dài khoảng 1m92 nha. Câu mực tốt nha. Anh hết câu lua thì vẫn được nha. Đây. Cây này 108 g thôi nha các anh. Cầm rất là nhẹ tay luôn. Ngọn 1.3 mm, 1,6 triệu nha. Đây. Mã số 7. Tiếp theo, mã số 8. Một cây cần lục Brosup 425 CXT của hãng Shimano. Đây. Bát Fuji. Cây này thì còn em còn cứng cấp lắm nha các anh. Lục nặng 440 g, ngọn 2.2 mm. Cây này thì em mang để giá là 3,2 triệu nha. Đây, mã số 8, 3,2 triệu. Anh nào ở tỉnh hay ở bất cứ đâu thì em cũng thể ship được nha. Cứ nhắn tin em sẽ trao đổi thông tin. Rồi mình sẽ em sẽ chốt cho các anh nha. Em bao ship toàn quốc nha. Mã số 9 là cây ISO khoen nhỏ. Cây này thì cứng 2, dài 5.3 m, ISO khoen nhỏ. Sẽ giúp cho các anh xem. Cây này thì nặng 210 g, một ngọn 1.2 mm. Em đang để giá là 1,2 triệu nha. Mã số 9, 1,2 triệu. Tiếp theo, mã cuối cùng, mã số 10 là cây ISO khoen nhỏ. Đây. Này của mã mát tách nha. Cứng 1, dài 5.3 m, ISO khoen nhỏ. Phối đỏ đen rất là đẹp.
anh thích thì nhắn tin em sẽ gửi chi tiết cây này cho các anh xem. Cây này thì nặng 230g, ngọn 0,8mm, 500k nha, mã số 10 nha. Rồi thì em cũng đã quay xong, các anh thích cây nào thì cứ nhắn tin hoặc là gọi điện cho số điện thoại em có để ở phần trang. Rồi chúc anh có một buổi tối vui vẻ.